nói chút về nội chiến mai anh mồ đi idol mày muốn nghe cái gì tao nói là mai mai mà toàn bạ rồi nội chiến không nội chiến gì đất nước đó giờ có nội chiến cũng toàn mà không nội chiến cũng toàn quan trọng là toàn sớm hay toàn muộn thôi theo kiến thức của anh nghiên cứu về thế giới hai năm nay thì anh thấy không có đường nào ra cho mai mà trong ít nhất năm năm không có đường nào ra đó tại bên bên bển là quân phiệt tao đảo chấm Rồi tao cầm chính quyền mà bây giờ một cái đất nước mà quân phiệt cầm chính quyền là thế giới nó, nó cặp mặt nó tẩy chay hết rồi nó không chơi nữa nó không chơi nữa thì đường đi nào cho mai bây giờ nói câu cho dễ hiểu nè ok một đất nước bình thường không bình thường là giống như mấy đất nước kia vậy đó với một đất nước mà quân phiệt cầm quyền với một đất nước mà gọi là không phải quân phiệt cầm quyền mà là phiến quân nó cầm quyền luôn phiến quân nó cầm quyền giống như là ba vậy đó ok thì cái đất nước mà phiến quân nó cầm quyền đó là tệ nhất rồi xong rồi tới đất nước quân phiệt cầm quyền xong tới đất nước bình thường mà bây giờ hiện tại là Myanmar đang là quân phiệt cầm quyền mà quân phiệt cầm quyền cho dù có nội chiến không nội chiến thì cũng là toan rồi mà bây giờ thêm nội chiến cái nó toan 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 thêm xíu thôi không có không có khác biệt gì đó thì chả có đường đi nào chả có lối ra rồi cho bên cả à. mà mai mà dẹp dẹp tan cái phiến quân đi tức là dẹp tan cái phe mà phe nổi loạn đi thì cũng là trở về mai mà của ngày trước còn mai mà không dẹp tan được cái phe nổi loạn đó, thì bây giờ mai mà nó bị chia cắt thành hai thành hai bên một bên của một bên của quân phệ cầm quyền nhưng bên của phe nổi loạn thì nó cứ qua lại qua lại qua lại vậy đó thì nó làm sao nó phát triển được chỉ có gì để nói còn bây giờ tụi em nói là thằng nào thọt vô nào đúng không thằng nào thọt vô nào không quan trọng cái quan trọng là man mà toan man mà không có đường ra hồi thế kỷ 20 á mà chiến tranh là chuyện bình thường còn hồi thế thế kỷ 21 rồi á, mà đã chiến tranh là cái chuyện kéo lùi đất nước bây giờ nó khác rồi bây giờ chiến tranh một cái một đất nước nó không còn lực để nó phát triển nữa đất nước nó chỉ có toàn thôi man mà thêm biết thì hiến pháp đó là quân đội nắm nên là khá nhiều chính quyền sự hiến cái hiến pháp là con người giết mà em sợ mà anh mà lan qua thái lan sao lan qua thái lan nước thái lan nước thái lan với mắt gì lan à, trí tuệ của người trung quốc có đủ khả năng để thắng được mẻo không anh được xong được mày được á trung quốc lợi hại lắm em đừng giỡn chơi nha trung quốc ghê lắm á nên trí tuệ của trung quốc chắc chắn là có thể thắng mẻo rồi đó em mà cái cuộc thi mà thắng nhất là cuộc thi cuộc thi mà ăn nhiều á trời đất ơi những nhân tài bên, bên trung quốc họ ăn rất là ghê mày có coi thử thách không em em có coi mấy cái clip mà thử thách ăn không mẻo dù gì cũng chỉ có 350 triệu người ăn không lại tỷ rưỡi đâu tỷ rưỡi kêu ăn cũng ghê hết á mà đụng những cái gì mà ăn á là Trung Quốc là trồng đụng những cái gì mà ăn á là Trung Quốc là trồng nha mấy em Mỹ đấu đấu gì đâu mà đấu khoảng ăn là thua à, TV vừa làm xong hai tàu sân bay đó anh gì à, mà tàu sân bay người ta làm hồi thế chiến thứ hai rồi mày ơi bây giờ nó thế chiến thứ hai năm, ngàn, năm 1945 bây giờ năm 2025 80 năm sau mày làm được hai chiếc tàu cỏ mình ngồi đây mình lẫn anh hùng hoài tao mệt ghê luôn thì không muốn nói chứ nhiều khi không muốn nói mấy em không muốn nói mà chọc mình nói hoài khó chịu ha cao ốc Mỹ và TV khác nhau chỗ nào anh khác nhau ở hai chỗ em nói về cao ốc thì Mỹ thì 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 TV hơn Mỹ nha hơn Mỹ nhưng mà nói về độ già của cao ốc đó, thì lúc mà cái thời mà TV nhà lá đó thì Mỹ nó có cao ốc rồi và sau đó người Mỹ người ta cảm thấy chơi cao ốc chán là ta không chơi nữa và bây giờ tivi thì thế mạnh của tivi là xây dựng mà mấy em tại vì cái xây dựng là cái làm cho người ta cảm thấy sự phát triển sự phát triển nó thông qua xây dựng nó làm cho người ta bị ngộ nhận khi mà có khi mà xây dựng của tụi em tốt tụi em đi mượn tiền cũng dễ nữa giờ nhiều khi tụi em mới tụi em đi tụi em muốn đi mượn nợ á, tụi em phải đưa cái nhà ra nhà mày ngon tao cho mượn tiền nhà mày nhà lá không cho mượn vậy thôi nên cái cái vấn đề mà cái cao ốc của tivi với cái cao ốc của mỹ thì nó cũng có nhiều sự khác biệt ở mỹ này người ta không có trọng cao ốc nhiều chỉ có một số thành phố có cao ốc thôi và cao ốc nó chỉ nằm trong mấy cái đau thao thôi còn ở bên Tivi TV thôi cao ốc quá trời quá đất luôn à, chính trị Mỹ thua xa TV nói chuyện ngu như bò chính trị sao gọi là thua chứ không thua đồ điên Đúng có chính trị mà nó cũng so sánh được đó mày bởi thằng nó nít cũ lạc nè còn mình ngu cái đó gọi là phòng vinh giả tạo không anh tùy mày nghĩ thôi nói cho nó, nó, nó tóm lại á, thằng Mỹ là thằng tiên phong thế giới còn những nước kia thì bắt chước ăn theo thì giai đoạn này thằng Mỹ lên sao quả đó thằng giai đoạn này Mỹ lên sao quả nhiều khi rồi tới 100 năm sau rồi Trung Quốc lên sao quả lúc đó Mỹ chán sao quả rồi bỏ sao quả rồi qua sao kim ví dụ vậy dạ, theo Duy sân Bay Long Thành thì bây giờ đã dành cho một bằng xong hết nếu mà xong full thì 20... 2060 có thể bay chưa ạ à? dạ má Ủa 2060 cái gì má kế hoạch là 2025 mà anh nghĩ thế nào về tương lai của Việt Nam khi ngày càng càng ngày mạng xã càng thay đổi tư duy giới trẻ toàn tới nơi rồi mạng xã thay đổi tư duy với trẻ toàn idol mang loser không đâu mà em thử kể tên uh, kể tên mang idol loser mà em biết bây giờ chơi bài toán khó này đâu em thử kể tên mấy idol loser mà tôi em biết anh hứa sẽ không xe thông tin anh sẽ bảo mật thông tin để tôi em được bảo vệ dù tôi ở Mỹ cũng lâu nhưng nhờ hôm qua tôi coi phố Bô Sa mới biết được tin sau khi nó bom ở Nhật thì sau chiến tranh Mỹ bồi thường cho mỗi gia đình ở Nhật là 20.000 đô do tôi không tìm hiểu lịch sử mỗi gia đình ở Nhật cụ thể là sao mới bồi thường 20 000 đô chứ không ở trong phạm vi bán kính như thế nào ảnh hưởng như thế nào tôi bồi thường chứ bồi thường hết vậy cho nước Nhật chết chết quân sự Belarus có mạnh không anh Duy em thấy hăm uh, hâm Ba Lan quá trời ừ, hâm Ba Lan Ba Lan kéo quân qua cái nguồn rồi đó em bây giờ anh nói một câu đơn giản nè quân sự mạnh nó phải nó phải kết hợp với một cái đất nước nó giàu thì cái đất nước giàu nó mới nuôi cho quân sự nổi chứ còn bây giờ em thấy một đất nước nào nghèo thế mẹ luôn mà nó nó nổ về quân sự á thì cái đó tụi em nên coi lại đi tụi ừ, em nên tìm hiểu lại để coi nó nổ hay nó thiệt vì con con anh nó theo business gym luôn hay đại học quốc tế rồi đi du học ạ à, mày cho tao đứa con đi ông mà tự nhiên chuyện con cái học sau học kệ nó chứ tao ý kiến gì mày đúng không là một người phụ, là một người phụ huynh mà mà hiểu cho con mình thì không bao giờ ép con mình đi con đường của mình sắp đưa sắp đưa ngôn ngữ TV giờ khách sách khoa tới sao bình thường đưa là chuyện bình thường học như thế nào là chuyện của học sinh và dạy như thế nào là chuyện của giáo viên còn bây giờ nói với mày nhiều lần rồi mà tiếng anh thì ra ngoài học cái eo đi cho nó chuẩn nói chung cái sự nghiệp giáo dục đó là nó phức tạp lắm em giữa cái riêng và cái chung đúng không cái chung là giáo dục còn nhu cầu là cái riêng của em cái nhu cầu nó không phù hợp với cái chung đó, thì cái chung học để cho qua môn thôi rồi xong rồi ra ngoài kiếm cái riêng đi chứ trời có vậy thôi cũng không biết đường tính nữa nhức đầu không đúng là việt nam học tiếng anh không học học tiếng chinese à, nghe là biết không bao giờ hơn được 4 k một năm đâu tiếng anh tiếng chinese là hai ngôn ngữ học hết mà em Tại thấy nó sẽ nặng thêm Nhất là tiếng viết TV rất khó Đúng Ủa nhưng mà ví dụ như cái tiếng TV đó Cái tiếng Trung Quốc nó vô sách giáo khoa là bắt buộc học hay là tự chọn với em Bắt buộc học hay là tự chọn Nếu bắt buộc học thì hơi căng đó Nếu mà nói chung bắt buộc học thì anh cũng cảm thấy không đúng, đúng Thế thôi Còn tự chọn thì ok Muốn học học không học bỏ Chị có quyền không chọn không Nếu mà không nếu mà vậy không chọn nó học tiếng Anh bình thường đi gì đâu Tự chọn anh từ mấy năm trước đã có sách giáo khoa cho các tiếng Nga Trung Đức Tây Ban Nha rồi anh nghĩ sao bây giờ có nhiều bạn trẻ ít quan tâm vào trường sư phạm lắm anh giáo viên bây giờ thiếu trời lương ba cọc ba đồng kêu tao vô chuyện thiệt vừa phải thôi em dụ như gì nữa giờ sống ai cũng trả gì tiền tiền lương cao cao một xíu thì dụ nó lộn như, như mới thu hút được các bạn khác chứ giờ lương thấp quá trời vô gì mà mấy tỉnh lẻ như em giáo viên tiếng Anh pro một tí kiếm còn không ra ở đó mà tiếng này tiếng nọ tùy dùng miền mà tiếng nước ngoài quan trọng ví dụ như miền đất thanh long quê em chủ yếu là người là người trung à, chủ yếu là người trung ai cũng học tiếng trung rồi xong rồi mốt trung nó không chơi nó bị chết ha nói chung học tiếng quốc tế không học đi học tiếng địa phương là chịu rồi bạn đó nói thế giáo viên có bị sai không ta ngành sư phạm đang dư thừa giáo viên rất nhiều do cha mẹ lúc nào cũng bắt con học giáo viên bác sĩ sai bây giờ muốn em muốn 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 nghe về chất lượng giáo dục không chất lượng giáo dục á, mà nó có rất nhiều tiêu chí để nâng cao chất lượng giáo dục trong đó có một tiêu chí là sĩ số lớp bây giờ á, nói chung là chất lượng giữa trường công và trường tư ở Việt Nam á, thì theo ông thấy điều chưa tốt thằng cháu anh học trường quốc tế khỏi bàn nha bây giờ anh nói câu này là anh có cơ sở là mấy anh cháu anh học trường quốc tế với trường gọi là vip nhất Việt Nam luôn đó thì uh, sĩ số lớp của nó là hai chục đứa một lớp học trường quốc tế là trường private mà tới hai chục đứa một lớp còn mấy em học trường công chắc năm chục đứa luôn mà cái chuẩn của trường quốc tế cái chuẩn giáo dục bên mỹ á, bên mỹ thì, thì khi cụ bắp mà nó đâu bằng trung quốc đâu em như các bạn tóc tóc nói bên mỹ nó cụ bắp lắm trung quốc giờ tao mới ngon chứ mỹ đang khi khô gì nhưng mà thôi giờ vip uh, viết qua mình không nói nói thường thường nói mỹ thôi bên mỹ này á, cái trường private việt là từ chín tới mười em có trường public lịch là hai chục em vậy thì nếu mà nói về sĩ số lớp đó, thì cái trường private cái trường private ở bên Việt Nam đó, nó bằng với trường public ở bên Mỹ trước cháu nghe cô giáo cháu là phòng học là tiêu chí 20 tới 25 học sinh nhưng nhét lại 50 học sinh một phòng đó 50 một đứa đông một lớp đông lắm học tiếng Anh khó quá nạ à. mà em muốn học và học mãi không vào giờ phải làm sao đây anh ráng học đi em tiếng Anh mà học nổi học tiếng gì nổi giờ à, xưa em học năm năm 12 trường public Úc môn nào cũng hay lắm tối đa 20 chục học sinh còn môn khác tầm 9 tới 10 học sinh thì ngon rồi Ồ oh, nó có chín mùa học sinh luôn hả Bởi vậy chất lượng giáo dục nó được đánh giá từ nhiều tiêu chí lắm em Rất nhiều tiêu chí Anh nghĩ có cho nên cho con học trường quốc tế từ mẫu giáo không anh Nếu nhà có điều kiện nên Học vậy đi đúng tuyến em Anh Duy anh nghĩ Seattle và San Jose ở đâu ngon hơn anh Khó nói lắm mày ơi Theo tao người tao vẫn vote cái Seattle ha Tại vì Seattle là thành phố lớn nhất của của của, của, của tiểu bang Washington, Washington State còn San Jose của mày thành phố nhỏ của của tiểu bang đó thôi đấu đấu gì mày Ủa tại mà mà cái thằng Silicon Valley là của của của, San, của San San Jose hay là của San Francisco em Hello anh Duy ai chưa đi chích thì chích mũi cúm 300k đi chích 300k chích vô bị liền em mà anh giờ anh bị rồi anh khỏi chích luôn nên tìm hiểu là vụ cúm này coi tao ta thấy cúm nó chích quá trời mà nhưng mà nghe nói chích xong là bị liền mà bây giờ không chích thì cũng bị cái đường nào né ta à? để nghiên cứu sâu sâu là vụ cúm này mới được trời nó giật anh hôm qua lên bờ xuống ruộng luôn mày cúm này cúm là tạ gì nó mạnh lắm mấy em mạnh kinh luôn á cúm mình việt nam yếu hơn không bằng cúm này ghê lắm bây giờ bạn nghe, nói là bên mỹ một năm đai 10.000 người bị cúm đó. là chuyện đó giờ có cơ sở rồi nha các bạn mà trẻ trẻ khỏe như tôi mà nó giật lên bờ xuống ruộng đây mấy mấy cụ già lớn tuổi giật tới cỡ nào nữa nên nhiều khi mấy em ở việt nam chưa biết cúm làm sao á đừng có, đừng có nói cúm nó dễ ăn nha ngày xưa ông trung muốn nói một câu á là covid này nó nhẹ ăn cúm mùa đó đồ dân tình vô chuỗi ông quá trời đất luôn dân tình vô chuỗi ông quá trời đất luôn mà dân tình ở nước ngoài không mà tới ngày hôm qua đó anh mới phát hiện anh nghĩ ông trùm nó đúng bác à, cái cúm này ghê lắm à, giọng anh duy nay bất ổn như vậy mày mới thấy là tình cảm dành cho fan long thể bất an sắp chết tới nơi được không phải live stream nè